Chiều ngày 16 tháng 10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Theo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV, đối với dự án thành phần 3 sân bay Long Thành giai đoạn 1, ACV đã và đang triển khai đồng bộ các hạng mục nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, đường lăn và hệ thống giao thông kết nối sân bay Long Thành. Dự án có gần 3.000 người, trong đó có hơn 2.000 cán bộ chuyên gia giám sát, chỉ huy trưởng, cán bộ thi công, nhân viên, công nhân và các trang thiết bị máy móc để tập trung thi công 4 gói thầu chính là gói thầu sang nền thoát nước, nhà ga hành khách, khu bay đường CHC, đường lăn sân đổ máy bay và gói thầu giao thông kết nối. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị thi công, nhà thầu phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhưng cũng cần đảm bảo chất lượng công trình.